quý vị có sung như vậy thì mấy anh chị em bữa nay hát mới sung nhé. Dạ, thì tôi luôn xin chúc quý vị một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Và nhạc phẩm đầu tiên là tôi xin gửi đến quý vị nhạc sĩ Lâm Phương, nhạc phẩm Đường Về Quê Hương. Xin mời quý vị lắng nghe. Yeah.